Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Chiếc xe thùng đặc biệt trong giàn ô tô hộ tống phó tổng thống Mỹ. Dù không trực tiếp chở tổng thống Mỹ như Cadillac One, nhưng chiếc xe thùng này cũng bí hiểm không kém. Giống như với các xe chuyên dụng khác trong dàn xe hộ tống của Mỹ, không có thông tin chính thức nào về chiếc xe thùng này được tiết lộ. Chỉ biết rằng nó được hoán cải từ mẫu xe bán tải cỡ lớn Ford F550, thông thường, những chiếc xe được hoán cải kiểu này được dùng làm xe cứu thương. Tuy nhiên, chiếc xe của đặc vụ Mỹ có lẽ không chỉ đơn giản như vậy. Theo nhiều nguồn tin, nó được trang bị để có thể xử lý các cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân, sinh học, hóa học, NBC gây nguy hiểm cho đoàn xe và các yếu nhân. Trong một số trường hợp, nó cũng có thể được dùng để chuyên chở các đồ dùng, thiết bị cần thiết khác cho đoàn, nguyên bản. Ford F550 sử dụng động cơ V106.8 lít cho công suất 362 mã lực tại vòng tua máy 4.750 vòng trên phút và mô. Men xoắn cực đại 620 nm tại 3.250 vòng trên phút, tốc độ tối đa mà chiếc xe có thể đạt được là 90 km h Xe có kích thước lớn và ngoại hình cơ bắp, ấn tượng. Cụ thể, xe dài 7.241 mm, rộng 2.362 mm và cao 2.777 mm. Lực lượng cảnh sát cơ động Việt Nam cũng sử dụng Ford F550 Super Duty làm nhiệm vụ tác chiến. Xe được nhập khẩu từ năm 2009 để phục vụ lực lượng vũ trang chống bạo động, một chiếc từng được trưng bày trong triển lãm thành tựu kinh tế xã hội 2015 và một số chiếc xuất hiện trong buổi tổng duyệt lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 diễn ra vào đầu năm nay. Khi về Việt Nam, những chiếc xe Ford F550 Super Duty được trang bị thêm nhiều tính năng vũ trang và chống bạo động chuyên dụng phù hợp. Xe có thể chở được 5 người trong cabin, 10 chiến sĩ trên nóc xe và thùng sau được trang bị hệ thống giáp bọc thép cấp độ B6 có thể phóng thang đôi với độ vươn 7,6m tác chiến nhanh phục vụ công tác chống khủng bố tại sân bay, bến cảng, cao ốc, Nhật Minh